3 mẹo để sử dụng gel rửa tay khô nano bạc hiệu quả. Hôm nay thì mẹ Tâm sẽ chia sẻ với các mẹ là 3 cái mẹo để sử dụng gel rửa tay khô nano bạc hiệu quả hơn nhé. Bởi vì là một cái chai gel rửa tay nano bạc của mình nó có dung tích là 500ml thì nó cũng khá là lớn. Vì sao lại đóng cái dung tích lớn như thế? Bởi vì là mình sẽ cắt giảm được các cái chi phí về các cái bao bì, vì đóng cả size to đấy thì bao giờ nó cũng sẽ rẻ hơn so với cả các cái chai bé. Thì để mà sử dụng gel rửa tay này được hiệu quả thì các mẹ có thể sử dụng dịch chiết ra các cái lọ nhỏ hơn để mình mang đi ở trong các cái túi làm đi làm của mình. Thì các mẹ có thể tận dụng các cái hộp kem đã dùng hết này, hoặc là các cái lọ serum mình dùng hết đấy, hoặc là một số những cái bình nước xịt hoa hồng. Xịt hoa hồng thì không dùng được. Một số những cái lọ mà có thể có cái vòi nhúng chẳng hạn, thì mình sẽ dùng các cái lọ nhỏ đấy để mình chiết ra. Thì như thế thì mình có thể mang đi, nó sẽ tiện hơn so với cả cái lọ to là 500ml. Một cái mẹo thứ hai nữa rất là tuyệt vời mà mẹ Tâm muốn chia sẻ với các mẹ là để có thể sử dụng gel rửa tay khô nano bạc hiệu quả thì các mẹ nên hạn chế tiếp xúc với cả các cái bề mặt nơi công cộng. Bởi vì là khi mà mình tiếp xúc với cả bề mặt nơi công cộng thì mình lại phải rửa tay khô một lần nữa, thì nó sẽ gây là lãng phí cái gel rửa tay khô của mình. Thì khi mà mình hạn chế tiếp xúc với cả các cái bề mặt nơi công cộng thì mình đâu đó là mình sẽ tiết kiệm được cái dung dịch rửa tay đấy, và mình sẽ tăng cái thời gian để mình sử dụng được một cái lọ to 500ml đấy lên nhé. Và còn một cái mẹo thứ ba, đấy là mẹo cuối cùng mà mẹ Tâm nghĩ là nó rất là quan trọng mà muốn chia sẻ với cả các mẹ ngày hôm nay, đấy là cái rửa tay. Thì ngoài cái việc là mình dùng gel rửa tay nó có nano bạc, nó sát khuẩn rất là tốt rồi, thì các mẹ cũng chú ý rằng rửa tay thì mình sẽ rửa theo 6 bước, để rửa sau 6 bước để đảm bảo là tất cả các cái vi trùng, vi khuẩn, virus ở trên tay của mình sẽ được sát khuẩn hoàn toàn bởi nano bạc. Bởi vì là nếu mình không xoa đều hết tất cả các cái bề mặt tiếp xúc ở trên tay này thì cái con virus vi khuẩn đấy, kể cả có nano bạc diệt khuẩn đến 99,9% thì cũng không diệt hết được cái con vi khuẩn, bởi vì là nó chưa kịp tiếp xúc đến cái chỗ của con vi khuẩn thì làm sao mà nó diệt được, đúng không các mẹ? Và các mẹ có nhớ 6 bước rửa tay không ạ? Rất là đơn giản thôi, mẹ Tâm sẽ hướng dẫn lại các mẹ nhé. Các mẹ sẽ cho hai cái giọt gel rửa tay khô ra tay và mình sẽ xoa như thế này. Tiếp đến thì mình sẽ xoa cái tay của mình, úp hai tay lên nhau để mình xoa như thế này ạ. Được chưa ạ? Đấy là thứ hai. Cái thứ ba nữa là mình sẽ trụ cái ngón tay ở bàn tay còn lại và xoay vào trong lòng bàn tay của cái tay kia. Đó, để nó sẽ sạch cái đầu ngón tay. Tiếp đến là mình sẽ nối hai cái bàn tay đều với nhau, mình xoay như này. Và cuối cùng là sẽ là như thế này, để mình xoay sạch tất cả các kẽ tay và tất cả các vị trí ở trên tay. Thì đấy là cái cách để sử dụng gel rửa tay khô nano bạc hiệu quả nhất. Và cái món quà, phần quà thì vẫn đang chờ đón để tặng các mẹ. Mua từ 2 lọ gel rửa tay khô nano bạc trở lên thì mẹ sẽ được tặng một chai sát khuẩn Anolit rất là tuyệt vời. Và quà thì vẫn đang sẵn sàng để đợi các mẹ. Các mẹ chỉ việc comment inbox và hãy đăng ký kênh YouTube này của Tâm để theo dõi thêm nhiều những cái thông tin hữu ích khác nhé. Xin chào và cảm ơn. Bye bye các mẹ.